Xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn xem video trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, những vấn đề nóng nhất về mọi mặt đời sống. Và sau đây sẽ là một số thông tin đáng chú ý. Ngày 16 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa thông qua quyết định 22/2024/QĐ-UBND quy định về số lượng, chủng loại xe ô tô theo tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung cho cơ quan tổ chức đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hưng Yên. Theo đó, mỗi Ủy ban Nhân dân huyện được bố trí 6 xe ô tô. Quyết định này quy định về số lượng, chủng loại xe ô tô theo tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung cho cơ quan tổ chức đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hưng Yên. Đối tượng áp dụng gồm Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở ban ngành và tương đương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội của tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Ban quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước, tổ chức tài chính nhà nước ngoài ngân sách. Về số lượng, chủng loại xe ô tô theo tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung. Số lượng, chủng loại xe ô tô theo tiêu chuẩn định mức sử dụng ô tô phục vụ công tác chung trang bị cho các cơ quan tổ chức đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hưng Yên, tiêu biểu như sau. Chủng loại xe, xe ô tô một cầu hoặc hai cầu có số chỗ ngồi từ 4 đến 16 chỗ ngồi, bao gồm cả xe ô tô bán tải, theo quy định tại khoản 1 điều 8 Nghị định số 72/2023/NĐ-CP của Chính phủ. Hưng Yên quy định căn cứ tính chất công việc, nhu cầu sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung thực tế, nguồn hình thành tài sản, nguồn kinh phí thực hiện mua sắm, cơ quan, người có thẩm quyền quyết định cao, điều chuyển, mua sắm, xem xét, quyết định số lượng và mức giá mua xe, đảm bảo cơ cấu chủng loại hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả. Chỉ trang bị xe ô tô 7-8 chỗ ngồi 2 cầu có công suất lớn đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có chức năng nhiệm vụ, được cấp có thẩm quyền giao thực hiện công tác phòng chống bão lũ, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, kiểm soát dịch bệnh, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, phục vụ công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện về các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, phục vụ các đoàn giám sát tiếp xúc cử tri, phục vụ công tác đối ngoại, tiếp khách quốc tế, đưa đón tháp tùng đoàn khách trong và ngoài nước đến làm việc theo quy định tại khoản 2 điều 15 Nghị định số 72/2023/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ. Điều 8 của Nghị định 72/NĐ-CP của Chính phủ quy định các đối tượng được sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung để thực hiện chức trách nhiệm vụ được cơ quan tổ chức đơn vị doanh nghiệp nhà nước giao, không sử dụng để đưa đón từ nơi ở đến cơ quan và ngược lại. Trong các đối tượng sử dụng ô tô công dùng chung có chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện. Như vậy, theo quy định, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện được bố trí xe ô tô phục vụ công tác chung hoặc khoán kinh phí sử dụng xe ô tô. Trường hợp Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện không sử dụng ô tô công, dùng chung thì được khoán theo kinh phí Điều 21-22 Nghị định 72. Về mức khoán kinh phí sử dụng xe ô tô đối với công đoạn đi công tác được xác định như sau. Cơ quan người có thẩm quyền quyết định kinh phí sử dụng xe ô tô quy định áp dụng khoán cho toàn bộ công đoạn đi công tác hoặc từng công đoạn. Ví dụ, khoán khi đi công tác trong nội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, khoán đi công tác trên địa bàn huyện. Mức khoán kinh phí đối với công đoạn đi công tác được xác định theo hai hình thức. Hình thức khoán theo km thực tế. Mức khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công đoạn đi công tác trong trường hợp áp dụng hình thức khoán theo km thực tế được xác định như sau. Mức khoán đồng trên tháng, tổng số km thực tế của từng lần đi công tác, km nhân với đơn giá khoán đồng trên km. Hình thức khoán gọn, mức khoán đồng trên tháng bằng số km đi công tác bình quân hàng tháng km nhân với đơn giá khoán đồng trên km. Mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc tại Hưng Yên từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 là bao nhiêu? Căn cứ Điều 3 Nghị định 74/2024/NĐ-CP và được quy định tại phụ lục kèm theo Nghị định 74/2024/NĐ-CP, mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc tại Hưng Yên từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 như sau. Vùng 2, thành phố Hưng Yên, thị xã Mỹ Hào và các huyện Văn Lâm, Văn Giang, Yên Mỹ, mức lương tối thiểu tháng là 4 triệu 410.000 đồng, mức lương tối thiểu giờ là 21.200 đồng. Vùng 3, các huyện Ân Thi, Khoái Châu, Kim Động, Tiên Lữ, Phù Cử, mức lương tối thiểu tháng là 3 triệu 860.000 đồng, mức lương tối thiểu giờ là 18.600 đồng.
Căn cứ Điều 30 Bộ Luật Lao động 2019, người lao động có thể tạm hoãn hợp đồng lao động trong những trường hợp sau đây. Người lao động thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ. Người lao động bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự. Người lao động phải chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc cơ sở giáo dục bắt buộc. Lao động nữ mang thai theo quy định tại Điều 138 của Bộ Luật Lao động 2019. Người lao động được bổ nhiệm làm người quản lý doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Người lao động được ủy quyền để thực hiện quyền trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Người lao động được ủy quyền để thực hiện quyền trách nhiệm của doanh nghiệp đối với phần vốn của doanh nghiệp đầu tư tại doanh nghiệp khác. Trường hợp khác do hai bên thỏa thuận. Lưu ý, trong thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, người lao động không được hưởng lương và quyền lợi ích đã giao kết trong hợp đồng lao động, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác. Những ngày qua, người dân đi dọc các tuyến đường Võ Nguyên Giáp, Tố Hữu, thành phố Huế không khỏi bất ngờ khi xuất hiện một phần vỉa hè được sơn màu xanh và chú thích dành cho xe đạp. Đây là một trong số nhiều hạng mục thuộc dự án chương trình phát triển các đô thị loại 2, các đô thị xanh, tiểu dự án Thừa Thiên Huế đang được triển khai. Theo ghi nhận tại các tuyến đường gần khu hành chính tập trung của tỉnh Thừa Thiên Huế, những ngày qua, nhiều công nhân khẩn trương sơn kẻ vạch làn đường dành riêng cho xe đạp. Vạch đường được sơn màu xanh lá cây, viền đường màu vàng nằm phía bên trong vỉa hè rộng khoảng 1 mét. Ông Lê Thành Bắc, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Chương trình Phát triển các đô thị loại 2, các đô thị xanh, tiểu dự án Thừa Thiên Huế cho biết, nhà thầu đang tiến hành sơn lề đường tại các tuyến đường Tố Hữu, Võ Nguyên Giáp và một số tuyến đường ở khu hành chính tập trung với tổng chiều dài khoảng 8 km. Qua việc sơn làn đường dành cho xe đạp này nhằm đảm bảo an toàn cho người đạp xe, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển cơ sở hạ tầng, phục vụ xe đạp, xây dựng thành phố du lịch giao thông bằng xe đạp, đặc biệt xây dựng thành phố xanh. Theo tạp chí du lịch danh tiếng Travel and Leisure, Hội An vinh dự đứng thứ tư trong danh sách 25 thành phố được yêu thích nhất thế giới và thứ ba trong danh sách 25 thành phố được yêu thích nhất châu Á. Trong giải thưởng World Best Award 2024, giải thưởng World Best Award dựa trên khảo sát từ hơn 186.000 độc giả năm 2024 đưa ra hơn 700 phiếu đánh giá về hơn 8.700 cơ sở, bao gồm khách sạn thành phố, hãng du thuyền và nhiều dịch vụ du lịch khác. Các thành phố được đánh giá dựa trên các tiêu chí như điểm tham quan văn hóa ẩm thực, sự thân thiện, mua sắm và giá trị. Điểm trung bình của các tiêu chí này sẽ xác định thứ hạng cuối cùng. Hội An với tổng điểm đánh giá 90,67 được độc giả đánh giá cao nhờ vẻ đẹp cổ kính và các trải nghiệm ẩm thực độc đáo. Thành phố này nổi tiếng với các món ăn đặc trưng như bánh mì và cao lầu. Trong danh sách 25 thành phố được yêu thích nhất thế giới, các thành phố xếp trên Hội An lần lượt là San Miguel de Allende, Mexico, Udaipur, Ấn Độ, Kyoto, Nhật Bản. Một số thành phố nổi tiếng khác cũng lọt vào danh sách này như Florence và Rome, Ý, Bangkok, Thái Lan, Tokyo, Nhật Bản, Seoul, Hàn Quốc, Porto, Bồ Đào Nha và Barcelona, Tây Ban Nha.